Nghe dè hồng đa số dách, mãi vô an toàn trên xa lộ, thanh lịch trong thành phố bà xã hài lòng. Hồng đa năm bờ quan vô tô ok ok. Bà con cô bác cứ thốt lên miên chạy thử, nhân cho lúc ra sàn hết số. Chạy đi, chạy cho hết hồn lễ thủy xanh mặt Mỹ Châu hoàng quanh kêu lên Bắc. Chạy cho cả xứ Việt Nam quang hô gian dội như vỗ tay khen Minh Hiếu Thanh Nga Bạch Tuyết Phượng Liên Kim Loan Túy Phượng Kiều Chinh Bạch Yến Thanh Tuyền. Là dân chịu chơi nhảy lên hông đa là xiết gà nhấp số liền liền. Rang lên cho đố mồm nga hôi, cho người chán ngát rụng rời tay chân. Bà con cô bác có biết không, từ khi hông đa xuất hiện trên xứ giao chỉ này đến bây giờ, tu hung cột đèn 6 lần sụp ổ gà 8 lượt, 10 trận đâm hàng rào, 7 lần bị xe quê kỳ hung đích. Sơ sơ dài ba tai nạn, bà con cô bác nghe chắc là cười nguyên cười ngửa. Cười mửa, cười ngà ho, cười bò, cười ngà sắc, cười chặt xuống nam. Có một hôm tôi lãng quảng hông đa, trước đầu nhà xe ngà cành trục trên can. Tủ nhập tâm như lân gặp pháo, trời đè không ngán xá gì cần trục của nhà banh. Sức nga mấy mà qua mặt nga anh, buông tay anh đứng anh quanh ào ào. Nga cần nga câu bồng móc yết hầu, treo tu lơ nga lừng cát nhầu hâm đa. Ít lâu sau nga kiếm được tiền, tôi lại bèn đi mua hông đa, chở nhân tình vào cinema. Mỹ nương tôi nga cũng hạng kỳ, tha què giò không chịu thua ai, lên xe rồi hối chạy như bay. Siết nữa anh ơi, siết cho tân tài thua bạc thành, được đổi xe hùng cường nhảy tuyết. Siết cho thanh hải ứa gan ngốc hiền, đi linh trường xuân cạo trọc thanh diệt, để râu mấy cu rơ ghen tức rượt văn ư. Siết đã hết da mà nàng lá chưa tới mức, cứ kêu qua lại khúc y dục chừng chừng. Quả thật đàn bà muốn là trời muốn, mà đứt dây ga rồi đó chịu chưa cưng. Vừa dứt tiếng chịu giặt áo dài của nàng, quấn bánh xe sau cái rẹt, làm cho nàng thoát y vũ lộ thiên. Tôi phải cởi sơ mi của tôi trùm lên tấm thân trắng nõn, để tranh biết bao cặp mắt huyền như tròn qua thôi nga liếc nga tròn xem mà hùng. Người xưa có dặn thương nhau cởi áo tặng nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Nhưng nàng về nhà lại mặc áo của tôi, cho nên bị đòn như tử nghi, và tôi không còn ai ngồi sau.
sau yên xe để phụ thi tâm tình. Thế là tôi đi sang Mỹ, cô lấy già mà ha số lết khắp đô thành. Cô nào chịu chơi tôi cặp ngang hông chạy nhanh, tôi đeo sát mẻm làm tàn ra vẻ, tôi ép té gốc cây. Thần linh xe sụp ổ ngã gà, cả trăm thiết giáp chạy qua rầm rầm. Nhờ nằm dưới bụng xe ngay tăng, cho nên bánh sắt chưa ăn văng hiền. Hú hồn hú vía về ăn cơm ăn cá, có lẽ thiết dẫn xa chê tầng này không thơm thịt. Mình nằm giữa đường mà nó lắc nó đi. Người ta nhà xuất cảng không đa, nước mình chế tạo ổ gà sát nhân. Cứ mỗi lần tai nạn là mỗi lần tôi tiêu một chiếc không đa, tổng cộng mất hơn vài trăm ngàn bạc. Tôi kêu gọi bà con mua xe để làm phương tiện di chuyển đỡ phí sức hơi, chứ không suối bắt trước tôi sử dụng không đa cản trở lưu thông, gây cảnh loại tai quèn cắn vợ con cha đầu. Bây giờ tôi ơn già nghe gà, khi gặp ai chạy hông đa nghe dù nghe dù nghe biểu diễn lạ lướt đến đâu, thầm vô bệnh viện tủng chầu.